Và kính thưa quý vị, sau đây là những bản tin địa phương. Một người thiệt mạng sau khi bị xe khác tông vào xe của mình do đậu cản trở đường trên xa lộ số 10, chiều đi về hướng đông ở khu vực Pomona vào sáng sớm hôm thứ Bảy. Theo phát ngôn viên cơ quan tuần lưu xa lộ California CHP, trung sĩ Matthew Lenz cho biết, các giới chức cảnh sát nhận được báo cáo là có chiếc xe đậu ngang đường ngay trước lối vào đường Dudley Street vào lúc khoảng 3 giờ 10 phút sáng. Trong khi các xe tuần lưu xa lộ đang trên đường tới, thì có thêm báo cáo là một chiếc xe bốc cháy. Xe cứu hỏa tới nơi tìm cách dập tắt ngọn lửa cùng với các nhân viên CHP. Cuộc điều tra cho thấy chiếc xe bị đụng là loại Toyota Tercel đời 1994, đậu trên xa lộ, tắt đèn thì bị một chiếc Mitsubishi Montero đời 2004 đụng phải và bốc cháy. Người lái chiếc Tercel chết ngay tại chỗ, trong khi người lái chiếc Montero tự ra khỏi xe để bước vào lề. Giới chức công lực đang tìm hiểu lý do vì sao chiếc Toyota ngừng trên xa lộ và đậu ngáng đường xe giao thông. Ông Lenz nói rằng vụ này là một nhắc nhở cho người lái xe phải luôn cẩn thận chú ý đến đường xá, cho dù là vào giờ giấc nào trong ngày. Đoạn đường dành cho người đi bộ, đạp xe và cưỡi ngựa trên bờ sông Santa Ana gần sân bóng chày Angel Stadium đã chính thức hoạt động trở lại để người dân giải trí. Đây là một con đường dành cho giải trí dài 30 dặm của Orange County chạy dọc theo bờ sông Santa Ana. Đoạn đường này từng là trại của hàng trăm người vô gia cư và đã được Orange County đóng cửa để dọn dẹp hồi tháng 2. Đến ngày 7 tháng 4, đoạn đường từ Memory ở Santa Ana đến đường Bo Taff ở Orange đã được tráng nhựa lại và mở cửa cho người đi bộ, đạp xe và cưỡi ngựa từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, từ tháng 4 cho đến ngày 31 tháng 10. Cảnh sát Orange County đã có giờ tuần tra cố định sẽ đóng cửa không cho ai vào sau khi đoạn đường hết giờ hoạt động. Orange County có đưa ra thông báo cho biết là họ tưởng rằng công việc dọn dẹp sẽ rất lâu, kéo dài đến 3 tháng vì có nhiều rác, gạch đá, kim chích và phải phục hồi môi trường ở đây. Trong những tuần gần đây, tuy còn đóng cửa, nhưng cũng có một vài người đi bộ và đạp xe trên đoạn đường này và không còn dấu vết gì của người vô gia cư. Thông cáo của Orange County viết rằng, Orange County rất biết ơn người dân đã kiên nhẫn trong giai đoạn quận hạt phục hồi môi trường và sửa chữa lại một đoạn đường dành cho người đạp xe chính trong vùng này. Một người đàn ông ở Indiana bị bắt giam sau khi đấm một bé gái trong cuộc đánh nhau giữa con gái của ông và bé gái chỉ khoảng hơn 10 tuổi này. Cuộc đánh nhau được ghi lại trên điện thoại của một người hàng xóm hồi tuần này trong khu phố gần đường 42 và German Church. Trong lúc đánh nhau, hai bé gái 10 tuổi và 11 tuổi té xuống đường và người ta thấy người cha 36 tuổi của một cô gái nghiêng người xuống đấm vào đối thủ của con mình. Hình ảnh video do một người hàng xóm bên kia đường đối diện với nhà bà Colado ghi lại, cho thấy người cha ra lệnh cho con gái mình nắm tay lại và đấm vào mặt đối thủ. Cảnh sát bắt giữ ông Spencer Wood về tội đánh trẻ nhỏ. Ông Wood khai với cảnh sát là đứa bé kia thường xuyên bắt nạt con của ông, nên ông phải dạy cho một bài học. Thống đốc đảng Cộng hòa Florida Rick Scott loan báo sẽ ra tranh cử và tìm cách đánh bại thượng nghị sĩ Bill Nelson của đảng Dân Chủ trong một cuộc bỏ phiếu chắc chắn sẽ tốn kém nhất và gây chú ý nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp đến. Ông Scott mô tả Washington không làm việc hữu hiệu, ông chỉ trích các chính khách nhà nghề đang hoạt động và còn kêu gọi phải giới hạn lại nhiệm kỳ của họ. Hôm nay tại Orlando, trong lúc loan báo tranh cử, ông Scott nói, tôi phải nhìn nhận là Washington thật là không hữu hiệu một cách khủng khiếp, tràn đầy lề lối suy nghĩ lỗi thời. Cả hai đảng đều phải chịu trách nhiệm, họ cố gắng làm nhiều việc nhưng đều thất bại. Là một doanh nghiệp triệu phú, ông lên làm thống đốc Florida từ năm 2010, và ông sắp rời nhiệm sở vì hết hạn và được Tổng thống Trump khuyến khích nên ra tranh cử chống lại thượng nghị sĩ Bill Nelson, vốn là thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đại diện cho Florida ở Quốc hội. Trước đây, ông Scott là người quyết liệt bảo vệ quyền sở hữu súng và được Hiệp hội NRA ủng hộ. Nhưng kể từ sau vụ thảm sát 17 người ở một trường trung học Florida, ông đã ký luật mới cho Florida nâng tuổi tối thiểu để mua súng lên thành 21 tuổi và cho phép nhân viên an ninh được quyền tịch thu súng của những ai bị xem là nguy hiểm. Quý vị khán thính giả vừa theo dõi xong chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV. Khoa Cát và Lương Minh Châu xin kính chúc quý vị một buổi tối bình an. Và chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.